Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 8. Lễ hội sẽ giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể, vi vật thể, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Trà My đến với đông đảo du khách trên khắp mọi miền đất nước. Sau đây là phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho lễ hội. Mời quý vị cùng theo dõi. Già làng Huỳnh Văn Sáu, dân tộc Co, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My rất phấn khởi khi được trực tiếp hướng dẫn cho con cháu thanh niên trong làng hoàn thiện các sản phẩm đan lát từ mây tre nứa lồ ô để trưng bày tại lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Già Sáu còn mang chiếc đàn pro khải lên khúc nhạc xà ru của người Co, thúc giục trai gái trong làng hăng say tập luyện để tham gia thi cồng chiêng âm vang đại ngàn do huyện Bắc Trà My tổ chức. Cho con cháu nó mới nâng lên thì chưa biết, mình phải bày cho hắn đánh đồng la nè, đánh trống nè, chiêng nữa, nhảy. Cùng chiêng á, mình đánh trước, đánh trống, mình đánh trống mà tiếp thứ hai thì nhịp trống. Chúng là theo cái tập quán của mình, bản sắc của mình, nhà tộc nào hai tộc nào dưới mà phản tắc bản tộc quán đó, không được học cho người khác. Người khác này là do ông bà nó khác, mình là do ông bà mình nó khác. Hiện nay già làng, người già uy tín đã tích cực truyền lại cho con cháu những cái điệu múa cồng chiêng, bên cạnh đó cũng đã tích cực bày cho con cháu biết đăng những cái dụng cụ bằng tre lá để cho con cháu duy trì lại những cái truyền thống nét đẹp văn hóa của người Co hồi xưa để lại. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My với nghi thức rước vật thiên gồm rước mô hình nhà sàn, rước cây nêu của đồng bào các dân tộc và diễu hành đường phố. Các diễn viên tham gia lễ hội đang tích cực luyện tập để đem đến cho khán giả những phần trình diễn đặc sắc nhất. Huyện Bắc Trà My cũng sẽ tái hiện không gian sinh hoạt của các dân tộc tại năm nhà truyền thống quảng trường văn hóa huyện. Đây là cái dịp để huyện tiếp tục thực hiện cái chương trình đề án bảo tồn và phát huy các cái giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của huyện Bắc Trà My. Đồng thời là chúng ta cũng tiếp tục làm thế nào để tất cả bà con nhân dân đồng thời hưởng ứng để chúng ta làm thế nào thu hút được cái nguồn lực cũng như giới thiệu quảng bá được tiềm năng về đất và người của huyện Bắc Trà My đến với bà con nhân dân trên toàn quốc. Hội chợ trưng bày sản phẩm quê Trà My và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm giới thiệu trưng bày sản phẩm Trà My. Trên 20 gian hàng là những sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Đến với hội chợ, quý vị và các bạn sẽ tham quan mua sắm những sản phẩm ô cốp đặc trưng của núi rừng Trà My. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022, điểm tham quan du lịch vô cùng thú vị của du khách khi đến với Quảng Nam, điểm đến du lịch xanh.